Aquacelin, lăn lách không mùi từ châu Âu, ngăn mồ hôi, khử mùi hôi suốt 3 ngày. Nguyễn Khanh xin chào quý vị đang cùng đến với bác sĩ 247. Thưa quý vị, phụ nữ sau sinh là một trong những đối tượng thường gặp cái tình trạng mồ hôi và mùi hôi nách. Điều này cũng khiến cho nhiều phụ nữ cảm thấy rất là mặc cảm, tự ti và dễ gây ra những tình trạng như là stress hay là trầm cảm sau khi sinh. Nhiều mẹ bỉm sữa đã tìm đến cái lăn nách để giúp tìm ra một cái phương pháp điều trị cái tình trạng hôi nách sau khi sinh. Và tuy nhiên, không phải cái lăn nách nào của chúng ta thì cũng có thể giải quyết được triệt để cái tình trạng này một cách an toàn và hiệu quả trong điều trị mùi hôi, khô thoáng nách cho nhóm đặc biệt nhạy cảm này. Chính vì vậy, ngày hôm nay chủ đề của chúng ta đó chính là vì sao phụ nữ sau khi sinh thường bị hôi nách và chọn lăn nách nào sẽ hiệu quả và an toàn. Chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi ngay tại trường quay. Đó chính là sự hiện diện của thạc sĩ bác sĩ Tạ Quốc Hưng đến từ khoa da liễu thẩm mỹ da của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Xin chào sinh viên Khang. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Khi mang thai, nồng độ hormone trong cơ thể có sự biến động khá lớn, đặc biệt là thời điểm 3 tháng đầu và 3 tháng cuối của thai kỳ. Chính sự thay đổi đột ngột này dẫn đến một số chức năng hoạt động của các ống tuyến mồ hôi dưới da bị rối loạn. Lượng mồ hôi tiết ra sẽ nhiều hơn, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Bình thường, trong mồ hôi có chứa hàm lượng các axit béo chưa no trên da, khi kết hợp với các loại vi khuẩn sẽ bị phân hủy nhanh và gây ra mùi vị khó chịu. Bệnh hôi nách từ đó hình thành và phát triển. Hơn nữa, quá trình thay đổi nội tiết tố trong cơ thể không chỉ là nguyên nhân khiến vùng nách có mùi hôi mà còn khiến cho vùng da dưới cánh tay bị sạm và sần sùi. Điều này khiến nhiều mẹ mặc cảm, tự ti, dễ gây nên tình trạng stress, trầm cảm sau sinh. Trong các cách điều trị hiện nay, lăn nách là một giải pháp khắc phục tình trạng này cho phụ nữ sau sinh khá tốt và an toàn. Tuy nhiên, không phải ai cũng tìm được cho mình lăn nách hiệu quả và an toàn nhất, đặc biệt là phải an toàn tuyệt đối khi đang mang bầu hoặc trong quá trình cho con bú. Vậy, đâu là lăn nách hiệu quả và đảm bảo tính an toàn cho phụ nữ sau sinh? Hãy cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay. Vâng, thưa bác sĩ, vì sao phụ nữ sau sinh thường bị tăng tiết mồ hôi ở vùng nách và thường bị hôi nách? Thì có nhiều nguyên nhân để gây ra cái tình trạng là tăng tiết mồ hôi vùng nách cũng như là mùi hôi nách ở phụ nữ mang thai. Yếu tố đầu tiên là do yếu tố nội tiết. Trong quá trình mang thai thì cái tình trạng nội tiết trong cơ thể nó sẽ thay đổi và nó làm tăng tiết mồ hôi nhiều hơn. Đồng thời, sau khi chấm dứt thai kỳ thì lúc này cái tình trạng tăng tiết mồ hôi chẳng những nó không giảm mà còn có thể tăng lên do cái sự thay đổi đột biến của cái hormone estrogen. Và nguyên nhân thứ hai là do cái tình trạng gọi là vệ sinh không đúng, nghĩa là khi những người phụ nữ họ sanh xong thì lúc này có thể do quá trình bận rộn thì lúc này cái việc vệ sinh nó thường gọi là qua loa và nó có tính gọi là vội vã hơn, do đó có thể gọi là những cái vi khuẩn tại vùng nách nó được gọi là vệ sinh không đúng cách và lúc này nó sẽ tăng trưởng lên và có thể gây hình thành mùi hôi nách. Nguyên nhân thứ ba là do có thể do tình trạng kiêng khem. Thì ở nước ta thì có cái tình trạng là phụ nữ sau khi sanh xong họ sẽ có những cái vấn đề kiêng cử, đặc biệt là vấn đề kiêng tắm. Do đó thì tình trạng này cũng thể góp phần làm gia tăng cái tình trạng viêm nhiễm cũng như là tăng cái mùi hôi tại cái vùng nách này. Nguyên nhân thứ tư có thể do quá trình là thay đổi về cân nặng cũng như là cái chế độ dinh dưỡng. Thì cái việc là những người phụ nữ họ ăn có thể ăn nhiều hơn, khẩu phần ăn cao hơn để có thể giúp tăng tiết sữa để nuôi con. Thì quá trình này có thể khiến cho những cái tuyến mồ hôi, tuyến bã nhờn từ vùng nách nó được tăng tiết nhiều hơn và cũng góp phần gây ra cái tình trạng là tăng cái mùi hôi tại cái vùng này. Và có những nguyên nhân nữa, đó là nguyên nhân gọi là do tâm lý không ổn định cũng như là quá trình căng thẳng cũng góp phần làm khiến cho phụ nữ có thể làm tăng cái mùi mồ hôi cái vùng nách của họ. Và một nguyên nhân cuối cùng đó là do gen di truyền. Do đó chúng ta thấy rằng là cái việc gọi là phụ nữ trong quá trình thai kỳ cũng như là trong quá trình cho con bú có rất nhiều nguyên nhân có thể gây ra cái tình trạng gọi là tăng tiết mồ hôi cũng như là cái mùi hôi tại cái vùng này. Như vậy thì với phụ nữ sau khi sinh làm thế nào để họ có thể ngăn chặn được cái tình trạng là tăng tiết mồ hôi vùng nách cũng như là điều trị cái vấn đề hôi nách một cách hiệu quả và an toàn thưa bác sĩ? Và liệu là phụ nữ sau khi sinh thì có thể dùng những cái loại lăn khử mùi được hay không? Thì trong dân gian thì người ta thường gọi là khuyến cáo gọi là phụ nữ sau khi sanh xong có thể sử dụng những cái sản phẩm ví dụ như là chanh hoặc là phèn chua để mà sử dụng lăn dưới cái vùng da nách hoặc là mặc những cái quần áo khô thoáng để mong gọi là giảm thiểu cái việc gọi là tăng tiết mồ hôi cũng như là hình thành cái mùi hôi cơ thể. Tuy nhiên thì những cái cách này nó chỉ mang tính chất trong một cái phạm vi ngắn hạn và nó cũng có thể gọi là hình thành lên những tác dụng phụ do khi chúng ta chà sát lên những cái vùng da khá là nhạy cảm tại vùng nách. Và do đó thì có một cái phương pháp tương đối là nhẹ nhàng,
thoải mái và tiện dụng hơn là chúng ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm lăn khử mùi dành cho phụ nữ. Tuy nhiên thì trong cái thời gian gọi là mang thai cũng như cho con bú thì rất nhiều bà mẹ đặt cái vai trò sự an toàn của em bé lên hàng đầu, do đó rất ngại sử dụng những cái sản phẩm cũng như những cái thuốc để mà sử dụng. Tuy nhiên cái việc là tăng tiết mồ hôi nách, nếu chúng ta không điều trị thì cái tình trạng nó sẽ có thể càng ngày nó càng diễn tiến một cách nặng hơn. Thực tế thì những bà bầu, những phụ nữ có thai nên sử dụng những sản phẩm lăn khử mùi dược mỹ phẩm có nguồn gốc đến từ thiên nhiên, thành phần hữu cơ để giúp gọi là an toàn trong quá trình sử dụng cũng như là mang lại cái hiệu quả điều trị cao nhất. Như vậy là qua chia sẻ của bác sĩ thì những mẹ bầu cũng như là phụ nữ sau sinh có thể sử dụng những lăn nách dược mỹ phẩm để có thể điều trị cái việc tăng tiết mồ hôi cũng như là khử mùi một cách hiệu quả. Như vậy thì đâu là cái tiêu chí để chúng ta lựa chọn những cái lăn khử mùi mà nó an toàn và hiệu quả đối với những mẹ bầu cũng như là những phụ nữ sau khi sinh? Thì chúng ta sẽ nói kỹ thêm một số tiêu chí chúng ta có thể lựa chọn những cái sản phẩm lăn khử mùi và là có thể vừa giúp chúng ta điều trị hiệu quả tình trạng hôi nách cũng như là giảm thiểu những tác dụng phụ gây ra. Thì tiêu chí đầu tiên, đây là sản phẩm sẽ phải có tác dụng kép. Ở đây là nó sẽ vừa có khả năng khử mùi, đồng thời nó sẽ phải có khả năng gọi là ức chế ngăn tiết mồ hôi ở một cái thời gian kéo dài nhất có thể. Tiêu chí thứ hai là tiêu chí thành phần của nó sẽ phải được chiết xuất từ thiên nhiên, được chiết xuất từ muối nhôm, aluminium, từ cây hương nhu, và nó không mùi, không cồn. Do đó nó có thể giúp chúng ta có thể an toàn khi chúng ta sử dụng sản phẩm trong một cái thời gian rất là dài, cũng không lo những tác dụng phụ như lỗ vàng nách áo hoặc là những tác dụng phụ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Tiêu chí thứ ba là sản phẩm nó sẽ phải có những cái dòng chuyên biệt cho từng đối tượng, ví dụ như nam riêng, nữ riêng, những người có tình trạng gọi là cái mùi hôi nặng cũng như là những người có tình trạng mùi hôi nó tương đối nhẹ nhàng hơn. Và tiêu chí thứ tư là nó sẽ phải được những cái cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận là đây là một sản phẩm an toàn cho người sử dụng. Và sản phẩm lăn nách không mùi, không cồn, Oxacillin có nguồn gốc từ châu Âu, đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chí trên và được dược phẩm Vinh Gia hiện đang phân phối trên toàn quốc. Phụ nữ đang mang thai và cho con bú, tất nhiên thì chúng ta sẽ rất là lo lắng cũng như là khi chúng ta sử dụng một cái sản phẩm nào đó trên cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên ngày nay chúng ta có thể gọi là hoàn toàn yên tâm sử dụng sản phẩm lăn nách khử mùi dược mỹ phẩm Oxacillin nguồn gốc từ châu Âu. Sản phẩm đã được nghiên cứu chứng minh là an toàn dành cho mọi loại da, kể cả những làn da nhạy cảm cũng như là những người phụ nữ đang mang thai và cho con bú. Để giúp nách luôn khô thoáng, không tiết ra những cái mùi hôi có thể kéo dài trong vài ngày. Và từ đó chúng ta có thể gọi là hoàn toàn gọi là thoải mái, tự tin để mà nuôi con cũng như là gần gũi chồng khi chúng ta trong quá trình mà chúng ta đang chăm sóc cũng như là đang mang thai. Hôi nách được xem là một bệnh lý liên quan đến việc tăng hoạt động của tuyến mồ hôi ở vùng da dưới cánh tay. Khi các tuyến mồ hôi này tăng tiết sẽ là môi trường thuận lợi để vi khuẩn phát triển và gây ra mùi khó chịu. Một trong những giải pháp giúp khắc phục hiệu quả vấn đề này đó là sử dụng lăn nách. Tuy nhiên, khi lựa chọn lăn nách, nên lựa chọn lăn nách dược mỹ phẩm không mùi, không cồn với thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên sẽ giúp ngăn mồ hôi và mùi hôi một cách hiệu quả. Cụ thể, hoạt chất aluminium, muối nhôm được chiết xuất từ mũ cây hương nhu. Muối nhôm này sẽ kết hợp với các tế bào biểu bì tạo thành một lớp cell trên bề mặt da, chặn các lỗ của tuyến mồ hôi, từ đó ngăn tiết mồ hôi hiệu quả. Chiết xuất hoa cúc, các hợp chất từ chiết xuất của tinh dầu hoa cúc có tác dụng chống vi khuẩn và ức chế sự tăng trưởng của vi khuẩn gây mùi. Các chiết xuất từ tinh chất cỏ, dưỡng chất tự nhiên và tiền vitamin B5 làm dịu và mềm da, dưỡng da. Hoạt chất allantoin được chiết xuất từ rễ cây comfrey và D-pantanol có tính chống viêm và làm dịu kích ứng, ban đỏ, bảo vệ và che chắn làn da, không lo bị kích ứng. Vâng, như bác sĩ cũng đã chia sẻ thì lăn nách dược mỹ phẩm không mùi đến từ châu Âu Aquacillin là một cái lăn khử mùi an toàn và hiệu quả được sử dụng cho cả phụ nữ mang thai và sau sinh. Thế thì thưa bác sĩ, có thể cho mọi người biết là trên thị trường hiện nay thì cũng có rất nhiều loại lăn nách dược mỹ phẩm khác nhau, nhưng mà cũng sẽ có những cái loại mà khuyến cáo là không được sử dụng cho phụ nữ khi mang thai cũng như là sau khi sinh. Như vậy thì điểm khác biệt giữa Aquacillin với những lăn nách dược mỹ phẩm khác là gì thưa bác sĩ? Thì một số sản phẩm lăn nách khử mùi dược mỹ phẩm hiện nay có thành phần chính để mà giúp khử mùi, đó thành phần gọi là muối nhôm aluminium hydrochloride. Thì đây là một thành phần tuy được gọi là FDA chứng nhận là nó an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Tuy nhiên thì thực tế ngày nay người ta có thể thấy rằng là nếu sử dụng sản phẩm này
trên những phụ nữ đang mang thai hoặc là cho con bú, nó có khả năng gọi là tăng nguy cơ bị ung thư vú. Do đó để mà an toàn thì chúng ta có thể sử dụng cái thành phần muối nhôm được chiết xuất từ cây hương nhu, một cái thành phần tự nhiên trong sản phẩm Acoceline. Nó sẽ mang lại cái hiệu quả an toàn tuyệt đối hơn khi chúng ta sử dụng. Và một cái sự khác biệt nữa là ngày nay một số sản phẩm họ dược mỹ phẩm, tuy nhiên họ vẫn sử dụng những cái thành phần có thành phần từ cồn cũng như là hương liệu, thì những thành phần này nó không có tác dụng phụ là nó có khả năng gọi là phản ứng với những cái gọi là chất bên trong mồ hôi nách của chúng ta và có khả năng gây kết tủa, gây ố vàng cái vùng nách áo. Do đó chúng ta nên lựa chọn sản phẩm Vaseline khắc phục những cái gọi là nhược điểm của những cái dòng sản phẩm lăn nách dược mỹ phẩm khác. Nó sẽ không có chứa tất cả những cái vấn đề như là cồn hay là hương liệu, do đó nó sẽ không gây những cái vấn đề như là tương tác kích ứng da cũng như là những cái tác dụng phụ làm ố vàng nách áo. Hơn nữa sản phẩm còn có một cái tác dụng kép, đó là vừa có khả năng gọi là ức chế khử mùi mức độ mạnh và đồng thời là nó có khả năng gọi là ức chế tăng tiết mồ hôi kéo dài. Đó, chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng chỉ cần trong vòng 1 tới 2 lần một tuần. Vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì người bệnh cần có những cái lưu ý gì khi mà chúng ta sử dụng cái lăn nách dược mỹ phẩm không mùi đến từ châu Âu Acoceline và làm thế nào để có thể đạt được hiệu quả cao nhất hay không? Và bác sĩ có thể cho biết là những người mà không bị hôi nách thì có thể sử dụng cái sản phẩm này không ạ? Acoceline là một sản phẩm rất là thân thiện cho mọi loại da, do đó cái đối tượng sử dụng rất là rộng rãi, có thể sử dụng được cả cho phụ nữ có thai cũng như là trẻ em đang độ tuổi dậy thì. Lưu ý đầu tiên khi chúng ta sử dụng sản phẩm, chúng ta sẽ phải lựa chọn đúng cái loại sản phẩm sử dụng cho từng trường hợp. Chúng ta có thể sử dụng sản phẩm Acoceline có màu xanh đậm dành cho nam, thì có thể sử dụng cách mỗi 3 ngày và có tác dụng trong vòng 72 tiếng. Và sử dụng sản phẩm Acoceline có màu đỏ hồng dành cho nữ có cái tình trạng gọi là tiết mồ hôi ở mức độ nặng và có tác dụng trong vòng 72 tiếng. Và nếu chúng ta đơn thuần chỉ là tiết mùi mồ hôi mức độ nhẹ hoặc là thậm chí là chúng ta chỉ muốn gọi là cái làn da dưới trên tay chúng ta nó khô thoáng thôi, chúng ta có thể sử dụng những cái dòng sản phẩm Acoceline có màu xanh nhạt, thì có thể sử dụng dành cho đối tượng nữ nhẹ, chúng ta có thể sử dụng mỗi ngày một lần và có tác dụng 24 tiếng. Và cái thứ hai là khi chúng ta sử dụng sản phẩm thì chúng ta cần phải gọi là tắm rửa sạch sẽ để làm giảm thiểu tối những cái gọi là hệ vi khuẩn trên da. Và chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng sản phẩm vào buổi tối. Đó là thời điểm mà những cái tuyến mồ hôi trên da nó sẽ được gọi là tiết ra ở mức độ thấp nhất. Và cái sản phẩm khi chúng ta sử dụng trên da nó cũng khả năng thẩm thấu vào da tốt nhất. Do đó nó sẽ phát huy tối đa cái hiệu quả khi chúng ta sử dụng sản phẩm. Và một cái lưu ý nữa là khi chúng ta sử dụng sản phẩm, chúng ta cũng cần phải gọi là tẩy tế bào chết thường xuyên để giúp cho sản phẩm có thể khả năng thẩm thấu vào da của chúng ta được tốt hơn. Thì với ngay cả ai không bị hôi nách cũng có thể sử dụng sản phẩm này để giúp cho cái tình trạng nách của chúng ta luôn luôn khô thoáng và thoải mái nhất có thể. Một lưu ý nữa là chúng ta sẽ phải mặc quần áo thoáng mát, chất liệu cô tông để giúp cho cơ thể luôn luôn khô thoáng và thấm hút mồ hôi được tốt. Lời khuyên của chuyên gia, cách chọn lăn nách hiệu quả, an toàn cho phụ nữ sau sinh. 1. Chọn lăn nách dược mỹ phẩm, tác dụng kép, ngăn mồ hôi, khử mùi hôi và tác dụng kéo dài đến 72 giờ như lăn nách không mùi đến từ châu Âu, Acoceline. 2. Chỉ dùng lăn nách có thành phần tự nhiên, an toàn, đã kiểm chứng lâm sàng, không mùi, không cồn, không gây ố vàng nách áo, không gây thâm nách. 3. Chọn lăn nách có các dòng chuyên biệt, nam riêng, nữ riêng, phù hợp với tình trạng bệnh nặng nhẹ. 4. Chỉ dùng lăn nách có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam và được đơn vị dược phẩm uy tín phân phối. 5. Kể cả những người không bị hôi nách vẫn nên dùng lăn nách dược mỹ phẩm không mùi, không cồn này để vùng nách luôn khô thoáng, không mùi. Hôi nách sau sinh đã khiến cho tôi bị stress, nhưng giờ đây vùng nách của tôi đã không còn bị hôi như trước kia nữa, kể từ khi tôi sử dụng lăn nách dược mỹ phẩm không mùi Acoceline đến từ châu Âu. Tôi bị hôi nách và ra rất nhiều mồ hôi kể từ khi mang thai đến sau sinh. Vì lo ngại nên không dám sử dụng bất kỳ sản phẩm nào, sợ ảnh hưởng đến bé, nên tôi bị ám ảnh mùi mồ hôi cùng cực dẫn đến bị stress. Thật may mắn khi lắng nghe được chương trình sức khỏe và được bác sĩ tư vấn sử dụng lăn nách không mùi Acoceline đến từ châu Âu này. Ngay từ lần đầu sử dụng, vòng nách đã được khô thoáng, không còn tiết nhiều mồ hôi và mùi hôi như trước kia nữa. Và đặc biệt tôi hoàn toàn yên tâm khi sử dụng bởi thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, được nghiên cứu lâm sàng về độ hiệu quả và an toàn
Vì vậy rất phù hợp cho phụ nữ đang mang thai, sau sinh và cho con bú. Xin được cảm ơn phần chia sẻ của bác sĩ Hương trong ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Aquaseline lăn nách không mùi không cồn đến từ châu Âu, giúp nói không với nỗi ám ảnh hôi nách, mồ hôi nách của dược phẩm Vinh Gia đã đồng hành cùng với chương trình này. Và nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào thì xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại tổng đài 1800 558 889, số điện thoại miễn cước. Hoặc quý vị cũng có thể truy cập với chúng tôi qua số điện thoại hotline đó là 0896 509 509. Ngoài ra quý vị có thể vào website đó là bacsitivấn.vn hoặc gửi cho chúng tôi những câu hỏi thông qua địa chỉ email đó là songkhoe@bacsitivấn.vn. Lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Mình chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Aquaseline lăn nách không mùi từ châu Âu, ngăn mồ hôi, khử mùi hôi suốt 3 ngày. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.